Mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của cháu Khâm, kênh Nắng Mai TV. Hiện tại Khâm đang có mặt ở khu nhà báo mọi người ạ. Vừa hành trình trên xóm về. Đến đây thì hôm nay mọi người đến chiều thì thời tiết nắng rất là đẹp. A Báo tranh thủ là thu hoạch ngô. Thưa các bác, là rất nhiều bác vẫn còn quan tâm và muốn xem gia đình A Báo cực kỳ luôn mọi người ạ. Khi mà video đăng tải lên từ kênh của cháu Khâm hay là từ kênh của anh Công anh Đức thì có rất nhiều cái khán giả mọi người là comment động viên mọi người là cũng bảo nhà A Báo thì các bác rất muốn xem. Hôm nay Khâm tiếp tục công video rồi. Đây thấy gia đình đang thu hoạch ngô. A Báo thì đang lấy cỏ trên núi chưa về mọi người ạ. Khâm bây giờ là chuẩn bị ngược về nhà. Nhưng thời gian còn sớm mọi người ạ. Bây giờ mới có 5 giờ 10 phút. Đấy, nán lại đây ghi hình một cái video tiếp về gia đình A Báo. Hai hố cây này. Hôm nọ thì cũng cảm ơn ý kiến đóng góp của các bác đóng góp cho là cây không nên trồng đối xứng với cửa nhà. Cái cửa nhà của mình ấy, đối xứng vị trí Khâm đang đứng đây. Đấy, các bác lấy tâm điểm là cái hai cái thanh sắt dấu cộng này lại hướng vào đây thì hố cây này mình không phải trung tâm cửa nhà mọi người nhé, lại sát vào đây. Đấy, cây này nó nằm ở vị trí như này thôi, đối song song với lại cái cọc sắt bên này thì không vài cửa nhà thì mình vẫn trồng được. Có bác thì không bảo không nên trồng mít, chỉ nên trồng xoài hoặc là quả vũ sữa. Đấy, ui chỗ này như không dự đoán luôn thì là cả nước nó đã bị ngập hết như này này. Liệu sau này mình trồng cây là có ổn không mọi người? Năm này đến năm khác, lúc nào cứ mưa lớn đến là nó ngập như này thì sợ rằng là trồng cây là nó sẽ bị úng mất, nó sẽ bị chết rễ mất. Thì liệu có trồng được không? Đấy. Đấy, nước rất là nhiều như này. Giả sử như tới này mùa khô nó khô về nhưng đến mùa hè nó lại tiếp tục ngập úng như này thì cây mình có phát triển được không? Đấy, một cái câu hỏi đặt ra. Ở đây nhá, thưa mọi người là hôm nào không có quay clip là đấy, hứa với anh Báo đấy, mình sẽ tài trợ giống cây đấy. Còn cây về xoài hay mít hay là bất kỳ mấy cây khác, cây bưởi hay cây cam gì thì là cho gia đình tự lựa chọn. Khâm đại loại là Khâm hứa là sẽ tài trợ cây cho. Bây giờ cây thì có bao nhiêu tiền đâu mọi người. Hai cây to thì chắc khoảng 50.000 một gốc. Đấy thì hai cây 100.000 là Khâm hứa là Khâm cho các bé được. Mí cháu, Mí cháu đâu? Không chào chú à? Chào chú. Đúng rồi. Chị máy đâu? Rồi, xin chào Sinh. Rồi, xin chào chị nhá. Thu hoạch được nhiều chưa? Đây, khu này là thu hết rồi này. A Báo chưa về nhà? Sinh mua được con bò này thích không? Xin chào mình, chào công các bà nào. Chào chào công các bà. Máy đâu? À đi cắt cỏ à? Năm nay ngô tốt không, Minh? Năm nay ngô có đẹp không? Mấy hôm nay mưa mọi người ạ. Có những bắp ngô là nó đã bắt đầu là xem nào, anh cho xem nào. Đây, có những bắp ngô là nó đã bắt đầu là nó bị mốc. Cái này thời gian nữa mà không thu được là khả năng là sẽ bị mốc hết đấy. Đặc biệt là cái khu này này. Nước trên nhà A Báo, sau mảnh nương A Báo là chảy xuống rất là nhiều. Vì vậy mà nó sẽ bị cái gốc các cái ngô ở đây nó sẽ rất là bị nhanh hỏng. Đó có cảnh báo là sao các cây ngô này không có được hai bắp. Bây giờ mọi người thấy không? Ba gốc cây ngô, mỗi cây chỉ được một bắp thôi. Nếu đây còn một bắp chưa bẻ này. Cái là đi theo chị à? Cái là đi theo chị đúng không? Hy vọng là
ánh nắng sẽ tiếp tục đến với bà con để cho bà con thu hoạch hết ngô trong đợt này đi. Nhìn các cái cánh đồng mình cũng sốt ruột tay bà con luôn. Cứ mưa liên tục tầm tã hơn một tuần qua. Ngô bà con nếu mà không được thu, nếu chỉ cần mưa một tuần nữa thôi là bà con vừa là mất mùa này, vừa là ngô đã được thu hoạch, bắp thành bắp hết rồi mà lại bị mưa làm hỏng hết. Nên là áp báo năm nay là khả năng là cũng mất mùa khá đấy. Không thấy rằng là cứ bóc độ khoảng 3 bắp thì sẽ có một bắp gọi là bị bắt đầu là nó mốc trắng rồi. Úi, rơi xuống dưới rồi đấy. Chỗ này sao nhiều nước thế nhỉ? Hay là nước lại chảy ở bên dưới nhỉ? Dưới chuồng bò nhỉ? Xinh nhỉ? Có cái mái hiên ở đây thì gia đình anh Báo đang tạm thời rằng là sẽ để ngô ở đây. Quay cho các bác xem nữa mà. Cái này mình thấy là nhiều bắp đã bị là thối cái phần đầu này này. Đấy, mưa nhiều, ngấm nhiều, mốc trắng hết rồi này. Rất là nhiều bắp này. Nếu mà còn mưa tiếp thì sang tuần sau nó còn gọi là nó mốc lên đây này. Đấy, rất là thương bà con, không chỉ riêng gì anh Báo đâu. Rất nhiều nhà là sẽ bị như thế, bởi vì mặt bằng chung là trời mưa như thế rồi mà. Ngô của Sinh năm nay có tốt không? Không biết đâu. Ừ, bố thì chả quan tâm gì. Bố thì suốt ngày đi uống rượu. Tới này thu ngô thì lại mình lại tự đi thu thôi. Khổ thân. Bà con mà năm tới mà không biết làm gì khác thì mình sợ rằng là còn không có mẻn mén ăn với cái việc rằng là mất mùa cộng với lại mưa bão làm nông sản mốc hết, mốc meo hết như này. Hôm nọ con bò của em Sinh thì cũng được nhiều bác comment trên kênh, mà không biết bên ngoài như nào, nhưng mà thấy trên kênh là cũng bò rất là đẹp. Thưa với các bác là bò đẹp thật. Với cái số tiền 10 triệu thì như này là hợp lý cho một con bò của mình rồi. Ui, anh Báo sao lại nhét nước này vào? Không để nước này thoát ra à? Đi ra chỗ ngô nhiều quá đúng không? Minh, hôm nọ cái rãnh nước này các bác có ý cho bà áp báo nên nuôi thêm vịt. Cảm ơn ý kiến mọi người. Chỗ này nếu mà nước đều như này thì đúng là nuôi vịt được đấy. Nước rất là sạch. Nhưng liệu là nó có đều suốt như này không? Đấy. Mùa khác thì các bác biết rồi là không có nước đâu ạ. Đây. Nếu hôm nay là mưa ngớt ngớt lại thì cái dòng nước là nó cũng chảy ít đi rồi. Không có bao nhiêu nước rồi. Em vào xem cái chỗ sau chuồng bò của anh báo một chút xem cái nước ra nương ngô rất là nhiều luôn. Sao lại bịt cái nước kia vào? Chà. Hả? Đừng bảo với chú là bịt vào nghịch nhá. Về cái cửa và cái mái hiên này này. Anh Công có lên sóng là hẹn áp báo chậm lại một chút. Đấy, thời điểm hiện tại là cũng đang bảo anh Công là tiếp tục cấp rút làm nhà của chơi phụ xây cho anh em mình. Chỗ này thì các bác cũng đóng góp cho áp báo nên dùng polo che lại để phân nó khô. Chứ không nước mưa xuống này mọi người nhìn thấy không? Cực kỳ là bẩn luôn. Mình lên mình xả nước xuống chắc một đống nước chảy dưới kia mất.
Ngày mai mình thử đến xem nào. Xem gia đình là thu hết cái thửa nương này được bao nhiêu ngô. Trông như vậy thôi, nhưng mà mùa mưa về thì cái phần đất này này bị úng hết nước rồi. Cái phần trũng này này, nước là nhiều quá là úng hết rồi. Để mà trồng rau hay là trồng khoai hay trồng bất cứ cái gì thì không nghĩ rằng là mùa này cũng không trồng được đâu. Tỉ hất từ bên này đi, hất từ cái chỗ cột điện gỗ kìa, đổ sang bên kia. Tới này bà ao báo cải tạo nốt cái phần đất bỏ hoang bên kia nữa. Thì chỗ đấy là ráo ráo nước thì mới trồng được thôi. Đấy, khu trên này cũng trồng được, nhưng mà đặc biệt là cái trũng trũng này này, nước là mùa mưa cứ liên tục như này thì nó hỏng hết hoa màu. Làm cái này thì rất là ngứa. Nhiều bác thắc mắc là tại sao là các chị em vùng cao là mùa nắng, mùa mưa, mùa nào là cũng thấy kín hết. Vợ anh báo là bình thường các bác gửi quần áo lên là cũng đã mặc rồi. Mặc theo mọi người nói là theo người kinh ấy. Trông cũng rất là gọn gàng, nhưng mà lúc đi làm này là phải bịt kín hết. Chỗ này ngứa quá. Các cái con muỗi, con này con kia. À, Báo vừa đi cắt cỏ về đấy các bác ạ. À, mặc quả áo hoành tráng đấy. Trên tay xách thêm một túi ni lông xanh không biết là cái gì. Còn đằng sau là một điệu cỏ các bác. Vợ A Phứ thì đi làm Trung Quốc. Gọi là không gọi được về nhà, không biết thông tin luôn. Chào em. Chào anh Báo nhá. Vâng. Cắt cỏ về à? Vâng. Túi gì kia? À, chỗ này đi vào đi, nặng. Trước kia anh bà ngoại lấy đi xẻ. À, bà ngoại lấy đi xẻ. À, cái lanh đúng không? Vâng. Xong bây giờ lại mang về đúng không? Vâng. Xấy xong thì vẫn đi mang về cho vợ lại. Anh đi cắt cỏ, anh không đi dép đi à? Cứ đây chờ. Thế dép đâu? Vẫn dậy trong nhà. Cỏ để trong nhà? Đây vẫn trôi khô, hôm nay vẫn mưa nhiều nhiều thì đây vẫn dẫn nghế thì vẫn bẩn bẩn thì vẫn để tả chỗ này để khô đó. Nặng đấy nhờ, cỏ xanh này nặng đấy. Cỏ xanh này nặng á. Bản mềm này mưa nữa, đường trơn quá. Đúng rồi. Anh báo ông rất là thương các con là trời này đi mưa, lúc mưa lúc đường thì trơn. Nên là rảnh là phải tranh thủ đi cắt cỏ hộ các con. Vâng. Nhưng mà đi cắt cỏ sao mặc đẹp thế? Không. Hay là hẹn em nào đi cắt cỏ trên núi đấy? Không, mình vẫn đi ca đấy. Không, mình đi xa thì mình chả đi dễ à. Chiều vui thôi, nhưng mà là đi cắt cỏ mà mặc sành điệu quá. Các bạn. Áo này cũng cũ rồi, mặc đi lấy cỏ. Cái này dày, mặc đi lại thích nhá. Đúng rồi. Ừ. Các bạn trò thì vẫn mạt chưa? Đúng rồi. Mà để lâu tông thì không. Thấy vợ anh mấy các con đang thu ngô. Nán lại một chút mấy... xem năm nay là có được mùa không, nhưng mà năm nay em thấy anh mất mùa đấy, ngô hỏng hết rồi. Chứ hỏng hết, nhưng đại loại là nếu mà mưa thêm một tuần nữa là khả năng rất cao là ngô mình sẽ bị mốc hết. Thế đấy thì chắc chắn là có đấy. Ừ. Mưa chỗ này ổn rồi chứ, không ướt gì đâu chứ. Không. Quán ủ rồi. Ừ. À, vừa mua cái chảo mới à? Vâng, hôm nay đi chợ mua. À, bao tiền vâng. Kia? 7.8 triệu. Cái gì? 7.8 triệu. 7.8 triệu. Nó 7.8 triệu. Em giật hết cả mình. Nó nhận 7.8 triệu. Về mệt nghỉ ngơi chưa hay là lại đi hộ vợ? Đi hộ vợ nữa, mình một tí và vẫn là lê tô như thế thì mình cũng không thể nghỉ được đúng không? Không ngủ đâu. Rất đánh giá cao cái tinh thần làm việc của gia đình anh. Nghĩa là vợ làm, chồng làm, không nghỉ.
Đây em thấy là nếu mà không tranh thủ thu ấy, sợ rằng là mai kia tiếp tục mưa là ngô anh hỏng hết đấy. Đúng rồi, cái đấy thì chắc là có. Nếu như cây ngô còn xanh ấy thì nó sẽ tự gọi chung là nó sẽ cây bắp của nó sẽ không thành vấn đề như cây ngô ở đây còn xanh này. Đấy, nước mọi thứ là nó vẫn hút lên, nó nuôi, nó gọi là chăm sóc cái bắp ngô mình được. Nhưng mà cây ngô của nhà mình là nó khô rồi. Bây giờ nếu mà mưa cứ mưa nhiều là nó ngấm từ đầu đến thân cái bắp ngô này. Nó bắt đầu nó ngấm từ đây xuống, dần dần là nó sẽ hỏng từ phần này xuống trước. Đấy, sau đó là nó sẽ dần dần là nó hỏng hết xuống dưới. Nhìn đàn gà của anh cũng thích nhờ. Vâng. Nó vẫn đỡ hơn tí nào không? Dạ. Đỡ phân trắng không? Hôm nay vẫn thay đỡ một tí rồi. Phân trà vẫn thay ít một tí. Ừ. Vâng. Dùng thuốc nào hợp thì lại tiếp tục dùng thôi. Vâng, đúng rồi. Vừa đi cắt cỏ về chưa kịp uống nước lại bị hộ vợ luôn. Không hộ một tí lại tú luôn rồi. Không hộ tí lại tối, 5 rưỡi rồi. Đúng rồi. Mình nữa thì mình cứ ngồi uống rồi uống, mình khát lúc nào thì uống lúc đấy thôi. Vâng. Nên tại hôn vô. Sao hả? Gà này về mới hỏng hết rau lang. Đúng rồi. Rau lang này chỉ lấy lá cho lợn thôi chứ còn các bác bảo rồi. Rau lang mà muốn ăn củ thì phải làm luống. Đúng. Nhanh nhờ. Dạ. Em còn nhớ là khi mà làm nhà của anh là chưa cày nương này. Đúng rồi. Đúng không? Đúng, lúc đấy chưa đâu. Mình vẫn làm hai ba tuần hay thế nào thì mình đi cày đấy. Mình làm bắt đầu là cái lúc trồng mía kia là hình như là chưa cày nương mà lúc đấy đội thợ bắt đầu làm rồi. Đúng rồi, lúc đấy thì mình cày đầu mình cày phát cỏ nữa mà. Ừ. Vâng. Nhanh thật, thời gian đúng là không chờ đợi ai. Một cái thành quả của anh em mình các bác ơi, cùng tất cả các nhà hảo tâm. Hai ngôi nhà các cháu hoàn thiện trước, nhà A Páo nối đuôi. Và thời điểm hiện tại là nhà của Trơ Phụ Xây. Nhìn thấy mọi người được căn nhà ở yên tâm, không sợ mưa, không sợ nắng, không sợ bão. Và chỉ tập trung phát triển kinh tế thôi, mình cũng rất là vui rồi. Năm nay tuy là có mất mùa, nhưng đâu đó thì cũng không lo về ngôi nhà, miếng cơm manh áo như những năm trước nữa. Nhẹ áp báo nhỉ? Vâng. Năm nay tuy là ngô không được đẹp lắm như mọi năm, nhưng đổi lại thì không phải lo về cái ngôi nhà ở. Đúng rồi. Nhiều nhà đang lo là nhà sẽ sập, mưa nhiều. Đúng nhiều rồi. Nhà lo rằng là sẽ không có cơm ăn áo mặc. Sao đấy? Có mấy đứa bé đã điều cổ. Con ai? Trở Ly. Dạ. Ôi ôi, máy à? Đấy. Ôi trời ơi. Các con của tôi. Nhiều việc lắm. Mình đi làm việc. Cả nhà làm việc. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Mọi người thấy gia đình áp áo kiểu mẫu ở bản không? Bố mẹ làm việc, con cũng phải làm. Đây ghi hình cho các ông các bà cùng quý các bác các cô xem các cháu được sự giáo dục của hai vợ chồng anh Páo. Bố mẹ lười thì con sẽ lười, bố mẹ bẩn con sẽ bẩn, bố mẹ chăm chỉ thì con cũng sẽ chăm chỉ thôi. Rồi, xin chào các con nhá. Bây giờ ơi, nặng không? Không nặng à? Đấy. Tuổi này nếu mà ở khu vực các bác cũng như khu vực không thôi, các cháu nghỉ hè thì các cháu đang ăn, ngủ, chơi. Đấy, rửa bát đến là tầm không nghĩ rằng là bố mẹ chắc phải nhắc thì mới rửa. Hoặc nhà nào bé nào nhắc nhiều lần rửa quen thì các bé sẽ rửa luôn. Mệt không? Có à? Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi xong là tối tắm rửa đi. Không các bà nào? Cháu chào các bà, cháu chúc các
xong cái bạn mình khỏe. Rồi, ngoan nhá. Cạch về rất là ngoan. Đấy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Chúc nữa tối thì tắm rửa đi nhá, các con nhá. Máy chở mới lại dính nhỉ, ly nhỉ, ly nhá. Về lấy cái này về rất ngứa, tắm rửa sạch sẽ. Giặt quần áo đi, đúng không? Đúng không, giặt quần áo đi, phơi lên. Không phải là bé nào trên vùng cao cũng được như vậy đâu mà ngày nhé. Phải bố mẹ làm, các con mới làm. Bố mẹ dặn các con mới làm. Như như bé chở, ví dụ bây giờ ở với ông đó. Ông suốt ngày uống rượu thì làm gì, đi làm như này đúng không? Có gặp bố không? Lên trên kia có gặp bố không? Bố hôm nay say rượu không? À không say rượu đâu ấy gì. Bé chở. Bố mà ở nhà chơi thì con cũng sẽ không biết làm cái gì. Kể cả đi lấy cỏ này, bố mẹ phải nhắc. Bé già. Quả gì kia, quả ổi à? Đấy, về biết cất gọn gàng lại. Dựng cỏ lên. Máy rất là đảm. Nhớ cái ngày mà chú Khâm chú lên tìm không thấy đâu, hóa ra đi chặt củi mọi người ạ. Vác cái bó củi về nhìn tội nghiệp. Mồ hôi mồ kê hết. Bé buộc lại các cái bó cỏ mà nó văng ra. Được chưa? Xong nghỉ chưa? To lắm à, chị Hoa lắm à, nghỉ tí. Hoa tiếp. Tranh thủ làm cũng sợ trời tối. Các bé làm không nhầm, bây giờ lại tiếp tục là đi về ngô. Đấy mọi người ạ, bé máy, bé ly, bé già rồi là bé chở. Bây giờ tiếp tục lại đi bẻ ngô tiếp. Đúng là lao động và vinh quang. Không, cảm ơn tất cả các bác nhé, đã dành thời gian theo dõi video. Hôm nay vào video ghi hình gia đình A Báo thu hoạch ngô mọi người ạ. Ngô trời nắng rất là vui để thu hoạch, nhưng mà cũng có đâu đó xen lẫn nỗi buồn là cái ngô của mình là nó đã bị mốc đấy, bị mốc khá khá đấy, cứ ba quả là không thấy một quả là bị mốc phần đầu. Nhưng không sao, thời tiết như vậy, tình hình chung như vậy, tất cả mọi người đều như vậy, mình không thể trách được ông trời được. Chỉ mong rằng là thời gian tới sau khi thu hoạch cái ngô này, mình sẽ tiếp tục trồng cấy các cái cây khác vào. Mọi năm là anh bỏ hoang, năm nay anh Báo sẽ không được phép bỏ hoang nữa. Tiếp tục là cày cấy tiếp. Đấy. Con gì đấy? Con chim. Con chim. Ôi giời. Con chim bé này chưa bay được đâu đúng không? Lại bắt chim về rồi, lại tội nghiệp rồi. Hay lại bắt thả đi tiếp. Con này bé này chưa bay được đâu. Thả đi là nó sẽ bị tùa. Nó chưa kiếm được, kiếm ăn được. Hôm nay đến đây thôi, cháu Khâm tiếp tục là phải di chuyển rồi. Cảm ơn tất cả các cô, các bác đã dành thời gian theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo ạ. Xin chào các bác.